Mến chào quý khách, hôm nay thì Huỳnh sẽ lên những cái dòng mai khác nhau để cho cả nhà mình sưu tầm. Đầu tiên đó là một cái dòng mai giảo bông to nè, siêu bông Sài Gòn. Hoa nó đạt từ 8 tới 12 cánh và lô này của Huỳnh thì ghép tầm khoảng cỡ 2 gang tay của Huỳnh ha. Ghép gốc nhớt nha, mọi người có thể sưu tầm để lấy bo hoặc là trồng đất được nè. Hôm nay giá rất đặc biệt luôn, 4 cây chỉ có 300 cành là em Huỳnh bao phí vận chuyển. Đây quý khách thấy là cây nó đều đều ha. Giống thứ hai đó chính là dòng cúc bạch mai hoa màu trắng nhiều cánh. Rồi em ghép cái gốc này nó cũng khá đẹp nè. Khi mà lá non hoặc là mình mới ghép thì nó sẽ có màu hồng cánh sen và đọt nó hơi quăng quăng. Còn hiện tại cây của mình nó già rồi nên nó lá nó có cẩm thạch và nó màu hơi xanh xanh đó cả nhà ha. Rồi một cặp á, là 400 cành em mình bao phí vận chuyển, 10 em tặng 1 nha khách ơi. Về mình có thể lấy mo liền được luôn. Tầm này á, do nó thân mạnh nên là thấy như vậy cũng khá lâu nha, tầm 1 năm mấy rồi đó cả nhà. Cứng cáp nè, có thể lấy mo liền được luôn. Đây là dòng cúc bạch mai. Rồi tiếp theo là mai giảo tự xoắn luôn cả nhà ơi. Rồi hôm nay giá rất là đặc biệt luôn, 4 cây 300 cành em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. Cái dòng này về mình có thể thay vào chậu 20cm để mình nuôi ha, thì nó sẽ nhanh lớn hơn và chăm cũng rất là dễ luôn cả nhà ơi. Chi chèo nè. Rồi lô này thì đế đẹp nha khách ơi. Đó, cái này thì Quỳnh cũng đã rong lá nè, đã chăm sóc rất là tốt luôn. Rồi ai thích thì mình chọn dòng mai giảo tự xoắn nha cả nhà. Tiếp theo thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình đó là một cái lô mai giảo siêu nụ Bến Tre. Quý khách nhìn xem nè, cái lô mai này của Quỳnh hôm nay là cành nhánh nó xung xuê, chiều cao tầm từ 27 cho tới là 35cm. Và nó có chèo nhánh nha, Quỳnh thấy là bây giờ nó lắm tấm nụ kim rất là nhiều luôn. Đế là đế đủ kiểu hết cả nhà ơi, lò xo nở quái ha. Rồi bây giờ đa số nó có chi chèo rồi, chỉ có 50.000 một cây và 4 cây em Quỳnh bao ship, 10 cây em tặng 1. Mỗi nách lá là một nụ cả nhà ơi. Hoa là từ 8 cho đến 12 cánh. Rồi, thích loại nào thì có thể liên hệ với Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại.